Mượn cái câu 1 đi thành câu 2. Câu 2. Rồi câu 2 của mình sẽ có cái mảng ở đây, thay vì double thì mình đổi lại thành string, đúng không? Rồi chỗ này là string. Rồi. Tương tự như vậy, nhập danh sách họ tên, xuất danh sách vừa nhập, xuất danh sách ngẫu nhiên, sắp xếp giảm dần và xuất nhập họ tên. Chỗ này nhập mảng mình sẽ chọn là kiểu string. Nhập vào họ tên. Netline x kiểu string. Rồi hàm nhập xong. Chỗ này array list không có array list double mà array list string. Xong. Xuất mảng ở đây. Array list string. Rồi như vậy là mình đã có được danh sách họ tên, xuất mãn. Tổng bằng tổng này thì không có không? Chỗ này mình không để là danh một các mảng nữa mà. Danh sách họ tên. Rồi. Xuống hàng họ tên thì mình nên xuất dạng xuống hàng. Tổng bỏ đi, không có tổng. Rồi, nhập xuất. Trước tiên mình nhập xuất trước đã. Bên lại bị lỗi chỗ này. Lý do tại sao mình enter một cái nó mới nhảy đến? Tại vì lúc nãy mình get cái double thì nó mới bị trôi. Còn bây giờ chúng ta get này không phải là double cho nên nó không trôi, không trôi thì mình không cần cái dòng này. Chú ý ha, tùy theo trường hợp mà chúng ta có cần hay không. Bên Hùng, Dũng, Trí, Nam không nhập nữa. Xuất ra danh sách Bình, Hùng, Trí, Nam. Rồi, như vậy mình đã có danh sách là 4 người. Bây giờ người ta nói câu tiếp theo là gì? Xuất danh sách ngẫu nhiên thì chúng ta sẽ dùng cái collection để chúng ta dùng đến cái phần collection nè. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ chọn là xuất ngẫu nhiên, một cái hàm xuất. Xuất xuất ngẫu nhiên. Mình để sắp xếp đi ha. Sắp xếp. Sắp xếp mảng. Kiểu là void sắp xếp mạng. Sắp xếp mạng
chúng ta nên đưa cái mảng vào. Đưa cái mảng trước khi sắp xếp và trả về cho thầy một cái mảng sau khi sắp xếp. À, chú ý chỗ này. Đưa vô một cái mảng trước khi sắp xếp và trả về cho thầy một cái mảng sau khi sắp xếp. Chú ý cách làm ha. Như vậy ở bên trong chúng ta sẽ dùng cái collection để các bạn sắp xếp mảng. Collection thì tự động nó sẽ add vào đây. Đó, sắp xếp mảng thì nó sẽ hỏi là sắp xếp mảng gì. Và chúng ta return array string. Tức là đối với lại cái array string, chúng ta đưa vào cái hàm sắp xếp mảng sau khi nó dùng cái collection để nó sắp xếp xong theo một cách ngẫu nhiên, thì nó trả về tên hàm. Vậy chỗ này thầy nhập mảng xong, bây giờ thầy sẽ lấy một cái mảng mới là mảng 2, mảng 3 để cho các bạn dễ thấy. Rồi sau khi nhập mảng, xuất mảng là xong, là cái mà mặc định ban đầu. Bây giờ thầy dùng cái mảng 2 để thầy chứa cái sắp xếp mảng. Mảng 2 để thầy chứa cái sắp xếp mảng. Được không? Sau khi nó sắp xếp xong thì chứa vô cái mảng 2 cho thầy. Và thầy sẽ xuất mảng 2. Xuất mảng 2. Đó, lúc nãy là xuất mảng 1 nè, mảng đầu tiên nè. Bây giờ là xuất mảng 2 nè. Làm luôn cái kia để chạy luôn. Rồi, sắp xếp giảm dần và xuất danh sách. Giảm hoặc tăng. Sắp xếp giảm dần. Như vậy lúc nãy thầy sắp xếp mảng ở đây là sắp xếp ngẫu nhiên. Như vậy chỗ này thầy thêm vô đi, ngẫu nhiên. Hay là mình chỉ làm một hàm rồi mình đưa thêm một cái biến lựa chọn vô. Cách nào cũng được ha. Mình định nghĩa ba cái phương thức, ba cái hàm riêng cũng được. Hoặc là mình làm một hàm thôi rồi mình đưa cái cách thức để mà sắp xếp vào. Tùy. Bây giờ mình làm hàm riêng trước đi. Chỗ này thầy để là ngẫu nhiên. Như vậy chỗ này mình sửa lại là sắp xếp mảng ngẫu nhiên. Rồi mình định nghĩa thêm một cái hàm nữa là sắp xếp tăng dần hoặc giảm dần. Bình thường thì nó sẽ sắp xếp gì? Này là tăng dần. Chỗ này không có dùng cái này mà chúng ta sẽ dùng sort thôi. Sắp xếp bình thường. Sort. Trong cái sort này nó có hai cái nè. Cách thức để sắp xếp. List. Rồi cái cách để sắp xếp. Nó đưa vô cho mình cái cách sắp xếp ở đây luôn. Xem thử cái cách sắp xếp như thế nào. Này là sắp xếp tăng dần. Bây giờ người ta yêu cầu mình sắp xếp giảm dần thì làm sao? Bây giờ mình chưa làm đến cái phần mà tăng giảm. Bây giờ đơn giản nhất là gì? Array string mình sẽ chọn reverse.
giảm dần, tăng dần. Đảo Collection River. Đó, tức là sắp xong rồi đảo lại thì nó thành giảm dần. Và tất nhiên chỗ này mảng A chúng ta vẫn giữ, chúng ta sẽ lấy mảng thứ hai, mảng thứ ba, mảng ba bằng sắp xếp chỗ này giảm dần, giảm dần, giảm dần, sắp xếp giảm dần, sau đó xuất mảng. Xuất mảng 3. Được chưa? Nhập xuất mảng 1, sắp xếp ngẫu nhiên xuất mảng 2, sắp xếp giảm dần xuất mảng 3. Chạy. An Trí Nhung Bình à, Vân Nô. Đây, danh sách đầu tiên: An Trí Bình Vân. Danh sách tiếp theo: ngẫu nhiên Bình Trí An Vân. Danh sách sắp xếp giảm dần: Vân Trí Bình An. Được chưa? Đấy, như vậy bài lab của mình không biết là các bạn làm bao lâu, chứ còn nếu như mà mình cố gắng mình ngồi mình cóp chắc khoảng cỡ 1 tiếng xong. Chứ nhiều tiếng như mấy. Rồi, tiếp tục à, gì nữa nào? Tìm và xóa họ tên nhập từ bàn phím. Tìm và xóa, tìm kiếm và xóa. Như vậy thì rất là nhiều cách để các bạn thể hiện chỗ này. Một là bạn hỏi là cái tên xóa đó, là bạn hỏi ở ngoài hàm main, sau đó mình truyền cái tên vào cái hàm xóa thì nó sẽ xóa. Hoặc là mình chỉ gọi hàm xóa thôi rồi vô trong đó mới hỏi. Thì tốt nhất là mình nên hỏi ở bên ngoài rồi mình truyền cái tên vô để nó xóa bên trong. Vì sau này chúng ta dùng cái kiểu này khá nhiều, chứ không ai vô trong nó hỏi ha. Mình hỏi ở ngoài trước. Họ tên bạn muốn xóa. Làm gì đây? Ở chỗ này mình muốn sử dụng cái scan thì chỗ này mình có sử dụng được không? Trong hàm main này mình chưa khai báo biến scan, cho nên không dùng được nhé. Bởi vì cái biến scan này nó nằm trong cái hàm nhập thôi. Mình muốn dùng mình phải khai báo lại nó, khai báo lại nó mới dùng được nha. Bởi vì mình khai báo biến này là biến cục bộ, ở hàm nào khai hàm đó, không có làm riêng. Chỗ này mình sẽ string họ tên bằng scan chấm netline. Rồi mình sẽ gọi cái hàm xóa. Bây giờ mình chưa viết hàm xóa mà, mình sẽ gọi cái hàm xóa và hàm xóa của mình ở đây. Sau khi xóa xong thì trả về cho mình một cái mảng đã xóa rồi. Còn muốn xóa cái gì thì đưa cái mảng vào và đưa cái tên vào. Bởi vì cái biến của mình bây giờ đó, cái biến này nè, nó là biến cục bộ không à.
Cho nên các cái hàm ở dưới này nó không hiểu các cái biến mãn của mình. Cho nên tốt nhất là mình xây dựng một cái hàm mà mình truyền tham số vào. Đó, chỗ này mình sẽ xóa mãn. Xóa cái gì? Một là cái mãn mình cần xóa là gì? Thứ hai, string tên cần xóa. Đó, mãn cần xóa và tên cần xóa. Như vậy bên trong này chúng ta sẽ xóa cái gì? Remove object tên cần xóa. Hết. Dễ không? Dễ không? Buổi 9 hôm trước làm rồi, bây giờ chỉ làm lại thôi mà sao lắc. Vậy từ thứ 6 tuần trước đến thứ 2 tuần này làm gì? Nghe không? Nhìn là biết liền. Bởi vậy thôi đừng có để mà bài về mà ăn Tết em làm. Thôi bỏ đi, tranh thủ làm trước Tết đi rồi về ăn Tết cho nó ngon. Chứ giờ này mà còn nói là để Tết em về em viết. Thứ 6 là thầy làm buổi 9 rồi, bây giờ quay trở lại làm lớp 5. Mình nhìn nó giống như là ở đâu không quen biết gì hết trơn. Rồi, chỗ này cho thầy một cái mảng 4 đi. Thực ra không cần thiết phải khai báo nhiều mảng vậy đâu nha. Chúng ta dùng một mảng là đủ hoặc là hai mảng là đủ rồi. Tại vì để demo cho các bạn thấy cho nên là thầy khai báo nhiều thôi, chứ không nhất thiết phải nhiều đâu. Rồi chỗ này tên bạn muốn xóa xong thì thầy sẽ là array mảng 4 bằng xóa mảng array họ tên. Rồi xong rồi đó. Sau đó mình xuất mảng 4 ra. Xóa xong. Chỗ này mình ghi câu thông báo giúp xuất mãn. Rồi thôi kệ đi, khỏi câu thông báo cũng được. Thử ha. Run file. Sự như Hùng rồi enter. Như vậy mình sẽ có danh sách mình nhập là gì? Sự như ý Hùng Vân. Vạn đi. Vạn sự ý như Hùng. Bây giờ tên muốn xóa Hùng. Rồi. Vạn sự như ý. Mà ý vạn sự như. Yeah. Đó là tên mình cần xóa là Hùng. Kết thúc. Và chỗ này người ta nói rằng viết chức năng thực hiện 1, 2, 3, 4, 5, 6 nghĩa là muốn làm gì đây? Menu. Và đẩy vô hàm sắp xếp ngẫu nhiên nhập xuất xóa. Rồi, viết lại cho thầy một cái menu. Ha, menu để các bạn viết.
Phần số 3. Quản lý sản phẩm. Bài 3, quản lý sản phẩm. Mini viết nha.